là anh ấy hơi có 3 ngày thôi. Thế xong anh bảo là thôi, anh xin phép anh về ạ. Và anh về làm gì? Đang chữa anh về làm gì xong mà chứ anh nhớ vợ rồi. Thế xong mà thế thì anh liệu có chữa nó không đấy? Thế xong mà em quyết định là 100 ngày mới khỏi mà xong anh mới 3 ngày mình đã đi về rồi. Thế xong mà chứ thôi, đến anh cứ về đã xong rồi lúc nào anh gọi điện lại cho em xong anh lên nhá. Thế xong mà vâng, thế thì anh về đi xong rồi hôm nay anh lên nhớ lên nhá để chữa cho dứt điểm đã. Thế xong mà thế là từ hôm nay anh gọi điện lại và thôi anh đủ rồi. Thế là thôi là không thấy anh quay lại nữa. Em có hơi trong đất em chỉ hơ mỗi cái huyệt ở dưới này thôi. Cái huyệt ở dưới xương cụt này. Xương cụt thôi. Đấy. Tức là em không hơ hết, không hết, chỉ hơ được hết, được vẫn một hơ đoạn. Cuộc sống bình thường. Ừ. Xong em hơ chủ yếu là dưới này và trên phần bụng. Trên phần bụng. Phần bụng chứ không hơ không chứ không hơ được hết toàn cái hai đường đi này. Vâng. Em hơ vào lúc nào? Em hơ ban ngày bình thường mà anh đi đến lúc nào thì lúc đấy. Em cứ làm được. Tức là chỉ hơi có 3 lần thôi. Vâng, 3 lần mà anh đã bảo là thôi em xin phép đi về. Đi hỏi thì anh bảo là thôi anh nhớ vợ rồi anh đi về. Tức là anh ấy bị chục năm rồi, anh có bị mắc bệnh gì nữa không? Nó dẫn đến ảnh hưởng yếu sinh lý không? Anh ấy có, hồi trước anh bị tai nạn. Thì sau rồi anh ấy cũng trải qua một thời gian cũng kiểu như là mất cân bằng sinh lý đấy. Thế rồi anh ấy bảo là chẳng may anh chữa một thời gian rồi nhưng không khỏi, anh cũng uống các loại thuốc của Tây thứ đấy rồi là để cho nó cương lên nhưng cứ chẳng được. Thì anh bảo là thôi thì anh đi đến thử hỏi xem thì em quen anh ấy cũng làm cùng thôi. Thì anh bảo là nghe nói mày bấm huyệt được hay là mày xem nào mày làm cho anh cách nào không mà chứ. Rồi em đỏ mặt em bảo là chứ cách nào thì cách trực tiếp thì bảo vợ anh thôi thì em chỉ cho thì anh cứ về bảo vợ anh làm ý. Thế nếu mà muốn luôn ý thì là được ngay, còn nếu mà chữa tiệt thì anh phải đến em làm thì nói chung mấy cái huyệt đơn giản thôi. Thì xong bảo là thì anh làm, em làm cho anh. Thì đến thì anh làm cho được khoảng 3 ngày như thế thì anh kêu để em bảo nhưng mà làm hơi lâu đấy, 100 ngày cơ. Em quy định là 100 ngày, cứ bệnh nhân nào thế làm thôi. Thế là đến lúc họ bảo đi 100 ngày nhất là khỏi. Thế là 100 ngày thì mỗi 3 ngày là thôi anh xong rồi, đi về em nhớ vợ. Rồi. Là anh đi về. Xong hôm sau thế thì em cũng hỏi là thế như thế nào rồi, không phải chứ. Vợ anh bảo là ôi sướng quá. Anh mới yêu phải chứ, anh nhớ vợ đi mà. Anh vợ anh bảo sướng quá, 30 năm rồi mới được như thế. Xong bảo thế thì bây giờ cần làm nữa không? Bảo thôi làm thì đã đủ rồi. Không làm nữa.